VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Chào mừng tất cả các bạn đang đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc đến từ VDA. Và trong tuần qua thì VDA của chúng tôi đã nhận được một câu hỏi của một cô gái rất là dễ thương tên là Thảo Nhi. Và Thảo Nhi đã gửi về cho VDA một câu hỏi như thế này: VDA ơi, em có ước mơ muốn trở thành một ca sĩ, không biết VDA có thể có loại micro nào biến em trở thành một ca sĩ được hay không? Một câu hỏi rất là thú vị đúng không nào? Và cảm ơn bạn Thảo Nhi rất là nhiều. Và VDA cũng xin giải đáp thắc mắc cho bạn luôn. Đó chính là VDA của chúng tôi không có loại micro nào có thể phù phép bạn biến bạn thành một ca sĩ được. Nhưng chúng tôi có một chiếc micro đẳng cấp, đó chính là chiếc micro E3V660, sẽ giúp hỗ trợ giọng ca của bạn hay hơn và nhanh chóng thực hiện ước mơ của bạn hơn. Nào chúng ta cùng tìm hiểu xem chiếc micro này có gì đặc biệt nhé. Micro E3V660 có đầu thu phát sóng ổn định, màn hình hiển thị LCD để có thể dễ dàng điều chỉnh tần số âm thanh. Micro nhận kênh kép với hai micro có thể được sử dụng tại cùng một thời điểm và hơn nữa tuổi thọ của mình lên đến 8 tiếng để cho bạn có thể thỏa sức ca hát, thỏa sức luyện giọng cùng bạn bè. Một tính năng nữa mà VDA muốn bật mí đến các bạn về chiếc micro E3V660 đó chính là hỗ trợ giọng ca cực tốt với chức năng nịnh giọng giúp giọng ca của bạn trở nên ngọt ngào hơn, uyển chuyển hơn. Dù là giọng bạn có bị khô thì micro cũng sẽ điều chỉnh cho giọng bạn đúng tông, đúng nhịp. Hay giọng bạn bị yếu thì micro cũng có thể đẩy giọng bạn lên nốt cao mà không bị vỡ tiếng, rè tiếng. Và với giá là 9.900.000 đồng, bạn sẽ sở hữu cho mình hai chiếc micro E3V660 và một đầu thu sóng. Cũng không quá chát để chúng ta đầu tư một bước tiến để nhanh chóng thực hiện ước mơ của mình đúng không nào? Còn bây giờ hãy cùng Viết Phương test thử sản phẩm micro E3V660 này nhé. Chiếc micro không hề kén giọng một chút nào và Viết Phương chắc chắn phải sở hữu cho mình một chiếc micro như thế này. Và E3V660 sẽ giúp các bạn nhanh chóng thực hiện được ước mơ trở thành một ca sĩ của mình ngay lập tức mà thôi. Còn chần chừ gì nữa mà không liên hệ ngay số hotline của VDA 0902 799 186, hoặc các bạn có thể truy cập vào website vda.vn hoặc vdashop.net để biết thêm thông tin chi tiết của sản phẩm. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những chương trình VDA lần sau nhé.